Là các bạn như này, hôm nay thì chúng ta lại vào với cái bài bài của cái chương trình Photoshop, đó là bài số 2. Thì như hôm trước thì mình có trao đổi cho các bạn biết về cái cách quản lý và cái hệ thống quản lý của đối tượng rồi đúng không ạ? Thì sau khi mọi người đã học về cái cách quản lý thì chúng ta sẽ đi tiếp tục với giá trị như sau. Thì hôm nay chúng ta cũng tạo ra một cái khổ giấy đơn giản thôi. Mình sẽ chọn đầu đơn vị là pixel và mình sẽ chọn 1200x1200. Sau khi đã lựa chọn toàn bộ cái hệ thống của đối tượng thì chúng ta sẽ chọn vào khổ giấy. Theo thông lệ bình thường thì hôm trước mình có chia sẻ cho các bạn về cái công cụ đó là cái group và layer chưa nhỉ? Ok, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ về cái group và layer nhá. Các bạn đi, thế nào gọi là group và thế nào gọi là layer. Thì lúc này mình sẽ mượn tạm một cái công cụ, đó là một cái vùng chọn cho các bạn để các bạn hiểu thế nào gọi là đối tượng. Là các bạn nhìn này, mình lập ra một layer mới. Và mình cũng lại xin nhắc lại cho bạn một lần tiếp theo, đó là gì, khi chúng ta có một cái layer mới thì sẽ có một đối tượng mới trên nó. Đấy là nguyên tắc rồi. Và hôm nay thì mình có mượn một cái công cụ, đó có thể là hình tròn mình vẽ ra. Đó, mình giữ shift thì cái này có thể là vùng chọn hình tròn, thì sau đó đến mình sẽ học cái này sau. Ok, nhưng hôm nay mình mượn công cụ đã, mình nói về cái tính năng đó là group và thế nào gọi là layer. Thì sau khi đã có vùng chọn xong rồi thì đã có layer mới rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đổi tạm cho nó một cái màu. Và người ta sẽ dùng lệnh là đổi màu phía dưới, dùng lệnh là Ctrl Back. Sau khi làm xong thì chúng ta sẽ ấn vào Ctrl D là dứt lệnh. Các bạn nhìn nhá, Ctrl D là dứt lệnh cái vùng chọn của đối tượng đi. Sau khi mà đã làm xong được cái đối tượng màu đầu tiên thì chúng ta sẽ học thêm một chút xíu về cái lệnh là copy đối tượng. Để muốn copy một đối tượng thì chúng ta sẽ giữ phím, đó là Alt, giữ phím Alt trên bàn phím và chúng ta đẩy sang phải. Và đẩy sang phải thì đối tượng copy sẽ được lên nhỉ. Được hai cái rồi. Và chúng ta copy xuống nữa, ba cái và giữ copy xuống nữa và bốn cái và copy xuống nữa là 5 cái. Và các bạn nhìn 5 cái chưa? Và tất nhiên có nhiều người bảo là anh Thánh ơi, vậy thì mình có thể copy theo kiểu khác được không? Vậy thì trong Photoshop nó cũng có một lệnh copy tiếp theo nữa, đó là Ctrl Z. Các bạn biết Ctrl Z chưa? Ctrl Z cũng là cách copy. Các bạn ghi đi, Ctrl Z cũng là cách copy. Và đối tượng copy sẽ được nằm ở phía trên. Các bạn nhớ nhá. Đối tượng copy sẽ được nằm ở phía trên. Đây, ví dụ mình sẽ muốn chọn vào cái đối tượng màu tím ở chỗ mình muốn chọn này thì mình chọn chuột phải, chọn vào layer đầu tiên thì nó chính là chọn nó. Nhìn đó. Và chúng ta sẽ dùng lệnh là Ctrl Z. Và Ctrl Z xong thì đối tượng sẽ được nằm ở vị trí đúng chỗ đấy luôn, là chúng ta sẽ kéo nhảy. Đó, thế là có được cái này đúng không ạ? Ok. Lúc này thì chúng ta sẽ tạm thời đồ muốn đổ màu cho một đối tượng thì chúng ta sẽ dùng thao tác như sau. Thì hôm nay tôi có chia sẻ cho bạn một tính năng, đó là cách đổ màu của đối tượng mà không đổ nó vào nền. Ví dụ đây là layer đầu tiên, các bạn có nhìn thấy cái này layer này không ạ? Và đây là đối tượng nó không ạ? Nếu theo thông lệ bình thường chúng ta sẽ đổ một cái màu đúng không ạ? Nhìn thấy màu này chưa? Và layer này chưa? Rồi, chúng ta dùng lệnh Alt Back đây. Thì có phải các bạn sẽ đổ phát thì nó sẽ bị kín màn hình không ạ? Nó bị kín cái layer đó không ạ? Mà lại không vào đối tượng. Thì trong bảng layer nó có một tính thuộc tính cực kỳ quan trọng, đó là khóa background. Các bạn nhìn này chưa? Cái này liên quan đến một cái giá trị là sau này khi mà bạn thiết kế web rồi bạn thiết kế ra những sản phẩm về banner thì bạn phải cắt logo của người khác. Trừ trường hợp là bạn làm inút thôi, bạn kéo sang thì không sao, nhưng mà bạn dùng pen bạn đổ bất cứ đối tượng nào đó, bạn kéo sang thì chắc chắn là cái mép của logo và cái nền của sản phẩm của logo đó nó sẽ bị dấp dính. Và dấp dính như thế nó sẽ không chính xác. Ví dụ logo là màu xanh nhưng dấp dính một chút xíu màu trắng thì đôi lúc mình bị nổ. Nên chính vì vậy người ta mới chơi trò là khóa cái nền lại và người ta dùng Alt Back Backplay thì tự khắc nó sẽ đổ ra một cái màu. Các bạn nhìn đổ màu chưa? Hiểu cái nền chưa? Đổ màu này có tính năng đổ màu tuyệt đối cho đối tượng đó. Ok? Hiểu cái tính năng khóa chưa? Nào, sau khi mà đã làm xong toàn bộ tất cả những cái đối tượng mà chúng ta đã nói rồi thì bây giờ tôi sẽ dùng cái chiêu thức là tôi sẽ gom toàn bộ tất cả ông màu hồng này với nhau. Tại sao phải gom? Tại sao phải gom? Đúng không?
thì các bạn phải nhớ một điều rằng là sau này khi mà chúng ta tận dụng những cái form thiết kế là gì? Ví dụ bạn tận dụng website thì các bạn có thấy là những cái ô 1 là sản phẩm 1, sản phẩm 2, sản phẩm 3 không ạ? Tôi muốn copy toàn bộ cái đó mà đẩy sang một cái file thiết kế khác thì có phải là tôi sẽ gom nó trở thành một cái group không ạ? Thì như thế nó có nhanh không ạ? Nhanh hơn chứ. Và mình tận dụng được nó không ạ? Đúng chưa? Chứ không phải mình thiết kế lại từ đầu nhá. Ok. Vậy lúc này tôi sẽ chuột phải chọn vào đối tượng 1, nhìn này, giữ. Control là chọn là đối tượng nhìn nhỉ. Control Shift là gì? Là chọn thêm. Tôi tích vào cái thứ hai, tôi tích vào cái thứ ba, tôi tích vào cái thứ tư và tôi tích vào cái thứ năm. Các bạn thấy tôi chọn rất là đơn giản đúng không ạ? Ok, đấy là Control Shift. Nhìn không? Và sau khi chọn được xong thì tôi loại trừ ông mẹ giữa ra thì rồi đúng không? Tôi ấn vào Control G. Control G tương ứng với lệnh là group toàn bộ đối tượng này trở thành một cái nhóm. Group toàn bộ đối tượng trở thành một cái nhóm. Nào, lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy nó chưa? Nào, chúng ta ấn vào Ctrl G nhá. Rồi, ok. Các bạn có nhìn thấy món group mà không ạ? Và tôi có thể đặt tên cho nó không ạ? Ví dụ sau này bạn thiết kế một cái website thì ở phần phía trên là gọi header, dưới là footer và dưới là content thì các bạn có thể đặt rất là đơn giản như vậy thôi. Hiểu chưa? Và cái người lập trình người ta nhìn vào đó thì người ta sẽ biết là à, trong phần này nó sẽ có thằng nào. Đúng không các bạn? Vậy thì cũng giống như các bạn thiết kế thì đây là các bạn có thể là tạo nó khung bố cục cho đối tượng. Bên này là text của đối tượng. Thì có phải là bạn sau này bạn sẽ tận dụng được nhiều cái thứ chúng ta quan trọng như này không ạ? Thì group chúng ta có thể thay đổi được tên của nó. Ok, xong chưa? Nào, sau khi đã làm xong toàn bộ đối tượng rồi thì tôi sẽ chọn là layer dưới và tôi mở khóa là bắt đầu chúng ta thực hiện một chiêu thức như sau. Đây là group đúng không ạ? À, layer đĩa. Nhìn layer chưa? Thì lúc này tôi sẽ giữ phím Ctrl. Các bạn nhớ nhé, tôi giữ phím Ctrl này. Và thuộc tính ưu tiên của nó đang là layer, nên tôi giữ phím Ctrl và tôi tích vào đây một cái. Thì các bạn yên tâm điều rằng tôi chỉ chọn được cái một tím thôi. Hiểu cái này chưa đã? Ok. À, cũng tương tự như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm sao? Tại vì nó là thuộc tính về layer và nó ưu tiên cái layer đó, nên chúng ta giữ Ctrl cho tích vào thì chắc chắn nó sẽ vào trong cái group đó. Nhưng bây giờ nếu mà chúng ta chọn vào gì? Ưu tiên là group thì sao? Thì câu chuyện chúng ta giữ Ctrl cho tích vào đây một cái thì nó chỉ chọn được một group thôi. Vậy sau này có nghìn group thì muốn mang thằng này đi, mang thằng kia đi thì sao? Mang là mang cả group đi nhá. Có những trường hợp là bạn phải mang cả cái group của đối tượng đi, bạn ném sang một file khác bạn thiết kế. Nhưng có những trường hợp bạn chỉ phải lấy một đối tượng trong một cái group đó thôi. Thì vậy thì chúng ta phải chọn là group hay là chọn một layer khác nhau. Các bạn hiểu cái này chưa? Ok, hiểu cái này rồi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến một giá trị nữa, đó là show transform. Các bạn ghi đi, show transform là chính là giá trị là tạo ra những cái điểm chốt để chúng ta thay đổi kích thước của đối tượng. Show transform chính là tạo ra kích thước để thay đổi kích thước của đối tượng như sau. Tạo ra cái đầu điểm chốt là tạo ra các đầu điểm chốt để thay đổi kích thước của đối tượng. Nào xong chưa? Nào ví dụ bây giờ tôi chọn vào chuột phải, tôi chọn vào cái nơi đầu tiên là cái này, nhìn không? Tôi ra thay đổi nó. Bây giờ tôi muốn cái này nó to hơn chút xíu thì chắc chắn các bạn sẽ chọn vào show transform thì ở đây nó sẽ có các đường chốt. Chốt 1, chốt 2, chốt 3, chốt 4, chốt 5, chốt 6, chốt 7, chốt 8, có 8 chốt. Và tất nhiên là cái giá trị mà khi phóng to thu nhỏ thì các bạn phải giữ phím shift cho tôi để làm gì? Phóng to thu nhỏ. Phóng to thu nhỏ. Shift là đồng dạng, an là đồng tâm. Shift an là đồng dạng và đồng tâm. Để khi mà chúng ta thiết kế trong sản phẩm liên quan đến ảnh và text thì không bao giờ bị méo hình. Các bạn nhớ nhé. Xong chưa? Ok. Vậy thì sau khi mà các bạn hiểu về cái thuộc tính là show transform nhà vậy đi. Nhưng thường thường khi sử dụng tôi không bao giờ dùng show transform bởi vì lúc nào nó cũng tích vào đầu nó cũng bị một cái thứ làm sao chuột phải chọn vào cái này cái thì tôi tự nhiên tôi qua đầu một chút. Tôi không muốn điều đó. Bởi vì sao? Rất bất tiện. Khi mà các bạn sử dụng bạn như thế bất tiện lúc nào thì thường thường tôi sẽ không chọn phương án này. Mà tôi dùng cái phương án đó là Ctrl T. Các bạn nhìn đi, Ctrl T chính là gì? Ctrl T chính là lệnh phóng to và thu nhỏ đối tượng hay thay đổi kích thước của đối tượng như sau. Các bạn nhìn thấy Ctrl T này. Thì khi Ctrl T nó cũng tạo ra đầu điểm chốt và chúng ta thu nhỏ.
chúng ta phóng to. Đó, nhìn nhận. Và tất nhiên ấn Enter là chúng ta rất lệnh được cái lệnh phóng to thu nhỏ đó. Các bạn hiểu cái này chưa? Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bàn sâu một chút xíu về cái lệnh đó là Ctrl T. Các bạn ghi đi, Ctrl T. Chi tiết của lệnh Ctrl T như sau. Nào, lúc này tôi tạm thời tôi bỏ toàn bộ tất cả những cái group này đi. À, tôi sẽ ấn vào đây ạ. Ok, bây giờ nó chỉ còn mỗi ông này thôi không ạ? Chúng ta sẽ ấn vào Ctrl T. Thì với Ctrl T thì ở đây người ta có thể phóng to, thu nhỏ, kéo bẹt xuống hay là bẹt lên tùy mọi người, bạn nhìn mọi người hiểu cái này chưa? Và thứ hai, trong quá trình khi mà chúng ta phóng to thu nhỏ một đối tượng, chúng ta muốn xô lệch của đối tượng đi thì chúng ta giữ phím Ctrl, các bạn đi đi. Muốn tạo ra độ xô lệch cho đối tượng, trong quy trình khi dùng Ctrl T, chúng ta giữ phím Ctrl và tích vào các đầu điểm chốt của nó muốn dịch chuyển. Ví dụ chúng ta dịch chuyển này như này. Đó. Hiểu chưa? Rồi ok, các bạn đẩy lên trên, xuống dưới, sang trái, lên trên, xuống dưới. Rồi. Và tất nhiên bạn giữ Ctrl, bạn có thể ra góc biểu tượng này, nhìn này, kéo này. Hút theo không gian rất là dễ, đúng không? Cái này nó hơn hẳn so với phương án là dùng bên Inut. Inut không thể làm được điều này. Hiểu cái này chưa đã? Ok, Enter. Xong chưa? Vậy, tại vì là khi mà anh Khánh vẽ cho các bạn theo một cái hình tròn này, các bạn sẽ thấy cái này chưa thấy gì nhiều lắm. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ ứng dụng Ctrl T với ảnh thì sao? Các bạn đi đi, Ctrl T với ảnh. Để muốn có một cái ảnh trong một cái bản thiết kế của chúng ta, vậy thì đây là bản thiết kế của chúng ta rồi. Các bạn nhớ nhé, đây là file thiết kế của chúng ta. Chúng ta có muốn có cái ảnh vào bởi vì mục đích của chúng ta là có thể là thiết kế cái gì nhỉ? Thiết kế một cái banner cho một cái khách sạn, nhà hàng. Có thể là thiết kế một cái banner cho mỹ phẩm, hoặc banner cho đồng hồ, hay là banner cho cái gì đó tùy bạn. Hoặc cũng có thể là bạn thiết kế website thì đầu tiên phải đi từ background trắng đã. Các bạn nhớ nhé. Thì để muốn có được điều đấy thì chúng ta phải ấn vào Ctrl O. Ctrl O là file và chúng ta chọn là mở file đấy. Nhìn nhận, mở file nó chia là hai định dạng. Định dạng thứ nhất là file gốc của đối tượng, và file thứ hai được gọi là file ảnh, đúng không ạ? Hôm trước có chia sẻ cái này đúng không ạ? Thì lúc này chúng ta ấn vào Ctrl O. Thì cái Ctrl O lúc này thì chúng ta sẽ chọn đến cái mà chúng ta muốn thôi. Ví dụ chúng ta sẽ chọn vào ổ desktop, chúng ta chọn vào My Computer, và chúng ta chọn vào ổ E. Trong quá trình khi mà chọn vào ổ E thì các bạn có thể chọn vào tóc. Thư viện ảnh, quên, chúng ta sẽ chọn vào thư viện ảnh và chúng ta chọn vào tóc. Thì trong phần tóc thì ở đây nó sẽ có một cái chiêu thức như sau, là các bạn có thể chọn bất cứ một cái hình nào các bạn muốn. Ví dụ tôi sẽ chọn từ biểu tượng này, các bạn nhìn chưa? Và sau khi mà tôi đã chọn được cái ảnh rồi thì tự nhiên nó mở rằng hai tab. Tab số 1 là cái file thiết kế của chúng ta, và tab số 2 chính là cái ảnh mà chúng ta vừa mở. Vậy thì người ta sẽ có cách là đưa cái ảnh này sang bên này bằng cách, cách số 1 chúng ta dùng phím V, các bạn nhớ nhé. Cách đưa một hình ảnh từ một file khác sang một file thiết kế của chúng ta nha, các bạn nhớ kỹ nhé, tôi đọc lại này. Cách đưa một hình ảnh từ một file khác, file khác là file này ạ, sang một file thiết kế của chúng ta là file này, các bạn nhớ nhé. Nào, chúng ta làm thôi. Các bạn nhớ một điều rằng trong quá trình khi thiết kế thì bạn đừng bao giờ coi nhẹ những cái giá trị mà tôi đang nói nhỉ, bởi vì những cái bài này là bài mà sau này các bạn sẽ phải vận dụng một cách cực kỳ kinh khủng. Có nhiều người học thì bảo ôi cái này đơn giản, nên tại sao cứ phải nói đi nói lại làm gì. Đúng rồi, đúng rồi, nhưng mà sau này ông dùng ông biết nó khổ đến mức nào khi chúng ta không quản lý được, nên tôi phải nói cực kỳ kỹ. Vậy thì giai đoạn kỹ thì có phải các bạn nhớ một điều là muốn xây một cái nhà tốt thì cái móng bạn phải tốt đã. Móng bạn tốt thì bạn làm quái gì cũng được, còn móng mà bạn lung lay ấy, bạn nghĩ bạn làm rất là chấp chới là một, bạn làm chộp giật là hai. Chỉ chộp giật được may được quả đẹp, không may thì xấu, nó không có móng đấy, là như vậy rất là khổ. Nhìn nhá, chúng ta sẽ dùng phím V, nhớ nhé, phím V nó có tính năng là gì? Dịch chuyển đối tượng. Vậy thì người ta có thể dịch chuyển từ đối tượng từ vị trí này đến vị trí kia, hoặc có thể vị trí từ file này sang file kia. Và chúng ta cầm V, chúng ta giữ nguyên chuột và kéo sang bên tay, bên tab số 2, nhìn tab số 2 nhỉ. Và sau khi tab số 2 xong thì nó xuất hiện cái dấu cộng, các bạn nhớ nhá, bừng buông chuột này. Xuất hiện dấu cộng thì bạn buông tay ra, thì lúc này tôi đã có một cái hình ảnh. Các bạn hiểu cái này chưa đó? Ok, tôi xóa đi, tôi làm lại cho bạn này. Nhìn này, V, kéo này, giữ chuột này, sang bên này, chừng nào xuất hiện dấu cộng bạn bung tay ra thì bạn sẽ có được hình này.
hiểu chưa? Cách thứ hai chúng ta có thể làm đơn giản hơn, đó là gì? Chúng ta dùng Ctrl E. Ctrl E là chọn hết toàn bộ. Cách thứ hai chúng ta dùng Ctrl E. Ctrl E là chọn hết. Các bạn nhớ nhé. Và cái trường hợp này không phải lúc nào cũng dùng Ctrl E. Ví dụ sau này bạn có 1.000 đối tượng, có những thứ tôi không muốn copy thì sao? Đúng không? Thì chúng ta phải dùng vùng chọn để chúng ta quăng qua cái vị trí mà chúng ta muốn copy chứ. Chứ không phải cái nào cũng copy được đâu ạ. Nào, Ctrl C. Ctrl A là chọn hết, Ctrl C là copy và sang bên file thiết kế chúng ta chỉ việc làm thao tác là Ctrl V. Thì cái file này nó sẽ đem lại cho các giá trị là các bạn sẽ làm thao tác rất là nhanh và không bị ngọng tay. Đôi lúc có nhiều người sử dụng chuột rất yếu nên tôi sẽ chỉ cho bạn cách số 2. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Ok. Vậy thì đây là cũng cách. Và cách thứ ba người ta cũng đơn giản hơn, đó là người ta sử dụng hệ thống gì? Giao diện của màn hình. Giao diện màn hình là gì? Người ta sẽ xem đối tượng này dưới dạng hai file. Ok. Chúng ta chọn vào đây và chúng ta chọn vào đây và chúng ta chọn vào. Ở đây chỉ có hai file thôi nên tôi chỉ cần chọn vào cái giá trị là sao? Nhìn chưa? View. Và lúc này các bạn nhìn hai file đúng không ạ? Tôi sẽ cầm đối tượng này, tôi tích sang bên này, các bạn nhìn nhé. Đây là file bên này đúng không ạ? Tôi cầm này, tôi kéo một phát sang bên này phát được luôn. Được chưa? Vậy thì trong giá trị tại sao người ta sử dụng này? Cái này người ta sử dụng trong giá trị về Wacom. Các bạn thì biết Wacom đúng không? Bởi vì là khi mà bạn muốn vẽ một thằng nó giống bên này thì phải có một thằng làm mẫu chứ. Đây tôi muốn vẽ cái này thì bên này phải có mẫu chứ. Thì nhìn như thế nó có vẻ sướng hơn không? Ok, vậy thì các bạn hiểu rồi thì bây giờ tôi mới đi vào cái phần chính của cái lệnh Ctrl T để chúng ta khoét sâu chút xíu về nó, được không ạ? Nào ok, chúng ta sẽ tắt bỏ cái này đi. Nào cái layer đầu tiên là layer ảnh nhé, các bạn nhìn nhé. Khi chúng ta ấn vào Ctrl T, nhìn chưa? Thì với một tấm ảnh thì các bạn sẽ thấy rõ được cái điều mà các bạn muốn. Nào, vậy thì chúng ta có thể sử dụng lệnh gì ạ? Ctrl, đúng không? Đẩy đây này, đẩy cái này kéo xuống đây thì các bạn có thấy là tấm ảnh nó bị hút rồi. Ok rồi, vậy thì trong thiết kế đôi lúc nó bị hút được nha. Và cái hút này nó sử dụng gì? Tôi ứng dụng riêng cho bạn xem nhé, tôi ứng dụng cho bạn xem nhé. Đó là ứng dụng trong nội thất. Đầu tiên tôi ứng dụng cho nội thất đã. Phần thứ hai, các bạn biết ứng dụng trong túi sách không? Túi sách, điện thoại các kiểu không? À ok, vậy bây giờ tôi sẽ ứng dụng Ctrl O. Lúc này chúng ta chọn vào thư viện ảnh và chúng ta chọn vào Interior. Rồi ok, chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng về cái nội thất. Và trong quy trình khi làm nội thất thì riêng dân nội thất thì nó có một cái điều đặc biệt như sau, là khi bạn render một cái ảnh Banimax, đôi lúc bạn dùng cái ảnh đó để đặt vào cái không gian nhà thì nó bị nặng quá bởi vì dùng nhiều ảnh. À ok, những cái khung ấy tôi để trống. Để làm gì? Để tí tôi tự nhét Photoshop tôi dùng cái ảnh đấy có phải nhanh hơn không? À vậy thì nó nhanh hơn đúng không? Thì bây giờ tôi sẽ ghép cho bạn xem. Rồi rồi, chỉ kiếm một cái ảnh ở chỗ có khung. À, ok, chúng ta sẽ kiếm cái chéo chéo một tí cho nó đẹp. Rồi, chúng ta kéo xuống một chút xíu ạ. Và cái công việc của chúng ta là chỉ việc làm sao ốp vào thôi. Đấy, nó rất là nhanh ở chỗ là chúng ta làm này. Rồi ok. Được. Xem còn cái ảnh nào nữa không? Chiều chéo đây thì nó sẽ dễ hơn. Ok đây rồi. Các bạn nhìn chỗ này chưa? Nhìn nhá, phóng to. Tất nhiên là chúng ta sẽ nhìn thấy cái ảnh của chúng ta nó sẽ nằm đây. Và làm nào để nó ghép vào cái tranh chỗ này chẳng hạn, đúng không? Ok, vậy thì công việc đầu tiên của chúng ta là gì? À, có phải là đưa cái ảnh này sang không ạ? Nhìn nhá, dùng cái ảnh kéo sang. Thì có phải đưa cách đưa ảnh nó sang bên này đúng không? Và lúc này chúng ta chỉ làm sao? À, cái ảnh này nó bị to quá. Chúng ta ấn vào Ctrl T, thu nhỏ này, tính sau. Thu nhỏ nhá, giữ shift nhá. Ok, đặt lên đây cho tôi cái. Và chúng ta lại phóng to một tí để chúng ta sẽ kiểm soát cái tình hình của chúng ta. Được chưa? Ok, chúng ta sẽ đặt vị trí này. Các bạn nhìn chỗ này chưa? Rồi, nhìn nhá. Giữ Ctrl, đẩy vào đây một góc. Giữ Ctrl, đẩy vào đây một góc. Giữ Ctrl là thay đổi từng góc của đối tượng mà đúng không ạ? Giữ Ctrl thay đổi từng góc. Các bạn có thấy là chúng ta sẽ ghép một cái phối cảnh không gian nhà các kiểu là người ta sẽ ghép nhà. Ok, chúng ta đẩy vào đây. Muốn chính xác nữa đây, bạn phóng to như tôi nhé. Còn tôi phóng nhà để cho các bạn biết là ok nha. Và các bạn biết không, đây là một trong những chiêu thức mà người ta có thể ghép rất nhiều loại chất liệu với nhau. Nhà có cần thay đổi chất liệu không ạ? Có thay đổi gạch được không ạ? Vậy chúng ta có thể làm rất nhiều kiểu khác nhau được. À, cái này thêm ảnh hoa vào cho nó sinh động.
Ok, hiểu cái này chưa? Thì cái giá trị đầu tiên là chúng ta có thể ghép được, đó là hình ảnh vào trong ngôi nhà và có độ hút. Hiểu cái này chưa không em? Phần thứ hai nào, phần thứ hai chúng ta có thể áp dụng để làm sao ghép một số sản phẩm như là quảng cáo cho điện thoại. À, tôi đang nói về cái này là Canon T thôi, Canon O. Chúng ta chọn vào Canon O và lúc này chúng ta chọn đến thư viện ảnh, chúng ta chọn vào New Folder, chúng ta chọn vào kỹ thuật số và chúng ta chọn vào điện thoại. Các bạn nhớ nhé, trong phần điện thoại tôi có rất là nhiều hình, thì thường thường người ta muốn rằng nó rất là nổi tiếng, được không ạ? Ok, tôi sẽ kiếm một cái sản phẩm điện thoại như sau cho nó hấp dẫn. Rồi, iPhone nhá. Nhìn chưa? Vậy thì cái việc mà chúng ta ghép tạo ra các hệ thống và mock up nó sẽ rất là quan trọng. Thì lúc này tôi sẽ nói cho các bạn xem, đó là tôi ấn vào Ctrl O. Tiếp theo tôi sẽ chọn một cái cô gái hoặc là một người nào đó tùy các bạn. Tôi sẽ chọn được một cái file. Nó phải hơi dọc một chút xíu. Ok. Chúng ta chọn mã 9 xem là có cái gì không trong đây không. À, cái này không phải ở đây, ảnh dọc rồi. Nhìn chưa? Các bạn nhìn chưa? Đây, tôi muốn rằng là dùng những người nổi tiếng để tôi thiết kế, và đôi lúc một cái điện thoại mà nó bị khô cứng bởi vì sao? Cái màn hình đen xì. Xong rồi lại có những ngày cần thôi thì không ăn thua, mà tôi thích là phải có người đó ảnh nền mà. Thì cũng có thể là theo tùy chứng dịch mà người ta sẽ đưa đến cái giá trị cho các bạn. Ví dụ như là sắp đến ngày của bé, sắp đến ngày của mẹ hay sắp ngày gì đó, tôi sẽ đưa những cái bông hoa gì đó trông nó sẽ đẹp hơn, sinh động hơn, đúng không? Giáng sinh động đưa như vậy. Vậy thì cái cách ghép đầu tiên tôi sẽ cần là như thế nào? Ctrl A là chọn hết, đúng không? Ctrl C là copy đối tượng. Sau đó thì sang bên này thì chúng ta sẽ làm gì? Ctrl V. Nhìn nhá. Và lúc này chúng ta ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ biểu tượng này lại. Được chưa? Và trong quá trình khi thu nhỏ thì các bạn xảy ra một vấn đề như sau, đó là tôi giữ phím Ctrl tôi kéo vị trí góc. Tôi giữ Ctrl tôi kéo vị trí góc. Tôi giữ Ctrl tôi kéo vị trí góc. Tôi giữ Ctrl tôi kéo vị trí góc. Và trong quy trình khi làm thì tất nhiên chúng ta phải phóng to lên để đặt một cách chính xác. Các bạn nhớ nha, chưa dứt lệnh nên là cảm giác cái hình nó bị vỡ. Nên là chúng ta giữ Ctrl tiếp theo lần nữa chúng ta đặt, đặt đúng tiêu chí nha. Rồi, chính xác đúng không? Bên này chúng ta kéo lùi vào trong một tí xíu để đặt nó đúng bằng mép. Màu xanh xong. Tiếp theo kéo xuống dưới. Đó, chứ bạn thấy Ctrl T nó kinh khủng chưa? Ok, chúng ta kéo lại. Mỗi thằng có phái mạnh khác nhau mà. Em bảo em thiết kế mà em ghép hình như này thì chắc chắn là thằng này nó sẽ rất là kinh rồi, đúng không? Inút thì vẫn làm được thôi, nhưng vấn đề là nó lâu. Enter, bạn thấy chưa? Đây là một sản phẩm thiết kế. Và các bạn thấy nó tốt hơn chưa? Hiểu cái này chưa? Ok, xong cái này chưa? Rồi, vậy thì cái Ctrl T nó sẽ giúp cho các bạn đó là độ hút cho đối tượng, đúng không? Ok, chúng ta sẽ tiếp tục. Nào, tôi nói ứng dụng cho các bạn rồi, đúng không? Bây giờ tiếp theo chúng ta dùng Ctrl T. Thì với cái Ctrl T ở đây nó cũng có một cái giá trị nữa cho các bạn là tạo ra giữ san Ctrl và góc. Các bạn nhìn thấy góc này chưa? Ok, hiểu cái là góc này rồi đúng không ạ? Thì với cái lệnh Ctrl T là chúng ta có thể đẩy xiên góc được lên trên xuống dưới, đúng không ạ? Và chúng ta khi ấn vào Ctrl T thì ở đây nó cũng có một biểu tượng đó là bẻ cong ảnh. Các bạn ghi đi cách bẻ cong ảnh. Và để muốn bẻ được cong ảnh thì chúng ta phải hiểu một thao tác như sau, đó là chúng ta sẽ chọn vào đây. Các bạn nhìn này chưa? À, vậy thì cái này nó có tác dụng gì ạ? À, chúng ta thử thôi, đúng không ạ? Photoshop tôi nói thật cho các bạn biết là trong quy trình khi các bạn học thì không ông nào có thể vỗ được là tôi sẽ biết hết toàn bộ Photoshop ạ. Nhưng quan trọng nhất là ông làm cái công việc mà người ta đưa cho ông làm cách nào thôi, chứ không phải là ví dụ hồi xưa tôi dạy có rất nhiều người thì TikTok, nhưng mà bài nào vậy ví dụ tôi thiết kế một phiên bản mà cái gì cũng mang TikTok vào thì chết à, đúng không? Trong khi đó người ta cần rất là nhanh, đôi lúc cái việc mà TikTok chưa chắc là bằng tôi làm ảnh chìm vào đây hiệu quả, nó thằng nó quan trọng, đúng không? Nên các bạn nhớ một điều rằng là các bạn phải đi đến cái công việc một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất, mà cái lệnh mình dùng là đơn giản nhất và phải nhàn cho mình, chứ mình hùng hục mình cái gì cũng khó cho mình thì cũng dở hơi. Còn có nhiều ông thì bảo ừ máy em khỏe em phải dùng cho nó hiệu ứng nó bị kinh để làm gì ạ, trong khi đó ông dùng ứng có đẹp bằng tôi làm đơn giản đâu, đúng không ạ? À, cũng có thể là ông chỉ nè những sản phẩm đó là hàng chợ thôi,
và hàng chuyên nghiệp người ta không làm kiểu đấy đâu ạ. Nào khi bạn chọn vào đây thì sau khi chọn ở đây nó sẽ có thực tính đầu tiên là điều chỉnh tự do, thì bạn có thể bẻ cong, có thể bẻ cong cái này đó, nhìn nhá. À, cái này nó hơi giống với ăn can C trên Inut, các bạn có nhớ không ạ? Ăn can C bẻ cong một cái biểu tượng, đúng rồi, do mình bẻ cong nhai đúng không ạ? Ok. Và ta mở đối tượng bản thân của nó. Vậy thì ví dụ em lên bẻ cong của nó và em sẽ tạo ra cái tấm ảnh A, trông nó có thể là Edubin đầu một tí. Còn nếu không thì sao? Ăn can Z lại, ăn can Z lấy lại nha, và chúng ta ấn vào can chân. Ăn can Z là ăn đu lại, làm lại khi mà chúng ta làm sai. Đó thì sau khi mà chúng ta chọn tiếp theo cái giá trị như này thì bây giờ chúng ta tiếp tục đến một giá trị phần thứ hai. Các bạn nhìn này, nhìn nhé. Lúc này chúng ta có một thao tác như sau, đó là chúng ta dùng lệnh là ấn vào đây. Thì trong phần này nó có biểu tượng, đó là một cái thư viện của Watt. Một cái thư viện của Watt là có nghĩa là có các loại thư viện về bẻ cong. Để các bạn sổ xuống thì cái này nó rất là đơn giản, nó ra bẻ cong theo chiều này. Ok. Và cái cách điều chỉnh của nó thì các bạn để ý trên toàn bộ cái hệ thống ảnh nó có biểu tượng dấu chấm. Thì bạn cầm cái kéo xuống dưới hay là để lên trên, tùy các bạn nhé. Ok, hiểu cái này chưa? Đấy, đơn giản như vậy thôi. Còn nếu mà bạn không thích file này thì ok, lựa chọn khác. Thiếu gì? Cái này được cái này rất thích, là chỉ điều chỉnh lên trên này, xuống dưới này. À, vậy chiêu thức này người ta để làm gì? Tôi nói cho bạn biết luôn nhé. Nhìn lại đây này. Chiêu thức này rất quan trọng khi mà chúng ta làm đồ bóng cho đối tượng. Ok, thử nhá. Nhìn này. Enter, à, đây ấn vào chữ V là rất đây. Nhìn lại nhá. Rồi, nhìn nhá, căn chưa nó. Nhìn đây chúng ta sẽ rất hay ở chỗ này. Nói có sách mách có chứng và làm thì phải nhìn thấy mà cái hiệu quả nó cực kỳ kinh khủng, nên là chúng ta mới đi đến cái kết quả một cách tốt nhất được. Ví dụ chúng ta chọn vào thư viện này mà chúng ta chọn nước này. Thì các bạn biết trong pha nước của tôi thì có gì? Cái nọ. Tôi sẽ kiếm một cái chai cho các bạn dễ nhìn hơn. Đây. Khung rất là nhiều chọn này anh này chưa? Ok. Các bạn có công nhận với tôi là một số sản phẩm mà chúng ta phải làm đồ bóng cho đối tượng không ạ? Ok, nhìn nhá. Chuột phải chọn đối tượng chính là cái nail này không ạ? Tôi cầm đối tượng đó kéo sang cái đối tượng mà tôi cần thiết kế. Đây ạ. Được chưa? Tôi đẩy ở đây được chưa? Và tôi sẽ chuột phải chọn vào cái này, tôi tạm thời tôi để ra ngoài này được chưa? Bắt đầu tôi sẽ làm chiêu thức nhá, các bạn nhìn này. Thì theo thông lệ bình thường thì có phải là khi tôi đã chia sẻ cho các bạn đó là lệnh là can chun di là gì nhỉ? Can chun di là gì nhỉ? Can chun di chính là nhân bản đối tượng. Lên trên đúng không? Nhìn mày, bạn ấn vào can chun di này. Đóng khung chưa? Các bạn nhớ nhá, ghi phải đóng khung. Ví dụ như ông này ông còn ghi gạch chân này ông này, sao có đóng khung à? Đóng khung rõ ràng và dùng màu, dùng bút màu nhá. Nếu mà mình không có thì ok, chúng ta ấn vào Ctrl Z. Thì khi Ctrl Z thì các bạn có nhìn thấy biểu tượng tôi đã có một layer mới không? Nó trùng nhau đúng không? Thì trong phần Ctrl T này nó có một chiêu thức khá là thú vị, đó là một là bạn kéo từ trên này xuống dưới cho tôi, nó tạo đổ bóng. Có đúng này không ạ? Đổ bóng chưa? Rồi ok, enter nhá, dứt lệnh này, từ từ đã, bị những Ctrl Z lại được chưa? Nào Ctrl T. Thì trong phần Ctrl T nó cũng có một cái phần khá là thú vị, đó là khi bạn chuột phải vào biểu tượng đó thì ở đây nó có horizon là lật đối tượng theo trục nằm dọc, và vertical là lật đối tượng theo trục nằm gì? Nằm ngang. Thực ra dịch là ngược lại nhá. À, nó lại không đúng tiếng Anh lắm đâu các bạn nhé. Ok, cái này là nằm dọc. Lấy trục này nằm dọc thì lật sang từ trái phải này, nhìn này. Đó, đối xứng lại chưa? Hiểu chưa? Ok, Ctrl Z lại nhá. Nhìn này, chuột phải này, chọn vào đây này. Thì có phải quả cam lên lật sang này. Ok, hiểu là chưa? Rồi. Tiếp theo, chuột phải lật từ trên xuống dưới. Lấy trục nằm ngang. Ở giữa này. Ấn vào đây. Được chưa? Nhưng cái này nó tốt hơn so với phương án là chúng ta làm gì ạ? Chúng ta làm gì ạ? Chúng ta ấn vào Ctrl T, chúng ta kéo này. Đôi lúc cái biểu tượng từ đây đến đây nó sẽ không bằng người đến đấy. Muốn chính xác mà. Đổ bóng là cái hình nó không bị bẹp. Chẳng hạn. Thì sao? Tôi phải làm với chính xác một cách đúng nghĩa. Ok, vậy thì các bạn nhớ một điều rằng lúc này tôi ăn Ctrl Z lại, nhìn này, được chưa? Tôi ấn vào Ctrl T, sau đó tôi chuột phải chọn vào. Ok, sau khi làm xong tôi sẽ giữ shift kéo xuống đây một tí. Thì cái này tôi gọi là lên rồi đổ bóng đúng không ạ? Hôm trước tôi có chia sẻ cho các bạn biết là cái lệnh opacity. Biết opacity chưa? Opacity chính là lệnh trong màu của đối tượng đây.
và Tuấn và số 5 thì có vẻ nó mờ nhẹ. Những cái bóng là có vô lý không? Nhìn bóng vô lý chưa? Các bạn có thấy vô lý không ạ? À, vậy thì người ta mới dùng cái căn chân tê đấy ạ. Vừa rồi tôi có chia sẻ bạn đúng không ạ? Nhìn cái chỗ ấy, cái con đứa gái chưa? Tuấn vào đây đúng không ạ? Và lúc này tôi dùng cái này. Nhìn này chưa? Vào đây nhá. Nhìn chưa? À, dưới đúng không? Đây này đang cái đang nhận dưới đây. Ok. Nhìn này. Sổ xuống, chọn vào đây. Nhìn này chưa? Không chuẩn đúng không? Nhìn này, sổ xuống tiếp theo nó có cái này. Cái này rất hay chỗ nhìn nhá. Chúng ta ấn vào căn chân trừ. Chúng ta nhìn điểm chấm mình chưa? Kéo xuống đây. Đấy. Nhưng các bạn nhớ một điều rằng cái này của chúng ta đang bị sao? Nó bị thừa một chút xíu trắng chỗ này này. Nhìn chưa? Ok, tôi sẽ làm lại cho bạn xem. Tôi sẽ xử lý. Đây, không. Bởi vì là cái ảnh này bên này nó thừa hơn. Các bạn nhớ nhá. Nhìn này. Chúng ta nhìn bên này chưa? Chúng ta đặt 100. Nhìn nhá. Khi mà chúng ta ấn vào Ctrl T thì các bạn có thấy là chỗ này từ đây cho đến đây nó không bằng từ đây đến đây không? Vậy có nghĩa là cái tấm ảnh nó bị sao? Nó bị thừa bên này. Nên chúng ta phải chọn thế nào? Chúng ta phải chọn công cụ. Đó là M. Chúng ta M nhé. Các bạn nhìn thấy M này. Chúng ta sẽ quét qua đối tượng bên tay trái. Nhìn chưa? Xóa thì ấn nút Ctrl T là xóa cái đối tượng đi. Được chưa? Ctrl D. Nhìn nhá. Và chúng ta dùng công cụ M bên tay trái để chúng ta là gì? Để sát mép vào cái đối tượng của hình ảnh của chúng ta. Và chúng ta xóa bằng Ctrl T là xóa trong vùng chọn. Nhớ chưa? Cái vùng chọn của chúng ta là chỉ có tác động cho nó. Vậy tôi ấn nút Ctrl T thì các bạn nhà chỉ tác động trong vùng chọn đúng không ạ? Và sau khi mà tác động xong thì chúng ta ấn vào Ctrl D là rút lại vùng chọn. Rồi, thì bây giờ thử Ctrl D nhé, Ctrl T. À, các bạn nhìn thấy chuẩn chưa? Thế nó sát chưa? Thấy chưa? Bởi vì các bạn có thấy là nhiều lúc chúng ta lấy một cái ảnh. Đây, tôi sẽ lấy cho bạn nhìn. Tại sao nó bị méo? Đây, tôi tắt bỏ cái này nhé, không dùng nghe nhé, rồi ok. Tôi chọn đây. Các bạn có thấy là vị trí nhé, nó có thể kéo sang nhưng nó có thể bị lệch. Nhìn đúng không ạ? Thì bây giờ tôi sẽ làm nhỉ. Các bạn thấy nó sát chưa? Rồi, sát rồi thì bây giờ chúng ta làm nhé. Nhìn này, Ctrl T này. Rồi, sau khi Ctrl T ấn vào đây, đúng chưa? Sau đó sổ xuống và chúng ta chọn vào biểu tượng gì? Đây đúng không? Nhìn này nhá, cầm điểm này, kéo xuống. Nhìn chưa? Chiều này song song này chưa? V. Chuẩn rồi, đẩy cái này lên. Nhìn này. Đấy, đây là một trong những cái mà thứ mà nhìn chưa? Thấy chuẩn hơn chưa? Và sau đó người ta chỉ ấn vào số 5 thôi. Số 2 thôi. Các bạn thấy bóng nó giống như cái chai nước này đang đặt trên đối tượng không ạ? Vậy thì đôi lúc ta Ctrl T mà cái biểu tượng thư viện nó giúp cho chúng ta có thể làm cho đối tượng nó thật hơn, nó tốt hơn là vì thế. Ok, hiểu cái này chưa đã? Sau khi mà các bạn hiểu về thuộc tính đấy thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn một giá trị nữa là Smart Object là gì. Và chúng ta liên quan đến Mockup. Smart Object là gì? Như vậy tôi sẽ cho bạn xem một chiêu thức như sau là cái ảnh, tất cả những dạng ảnh nhé. Mà khi kéo vào Photoshop thì sao? À, Photoshop là để điểm ảnh. Đúng không? Đây ok. Tôi sẽ kéo một cái sản phẩm cho bạn nhé. Nhìn này. Nhìn này chưa? Đây, tôi cầm đối tượng nhé, tôi kéo lại cho bạn này. Nhìn này, kéo sang này. Cái thiết kế của chúng ta kéo này. Bạn nhìn cái này của tôi chưa? Tuấn vào Ctrl T. Tôi thu nhỏ cái này là bằng phím Shift. Thu nhỏ như này đúng không? Bởi vì trong quy trình thiết kế thì tôi có thể được quyền thu nhỏ mà. Tuấn Enter là rất là. Đồng ý không? Sau khi làm xong tôi thấy ô nhỏ quá. Tuấn vào Ctrl T lại. Thì các bạn sẽ thấy một điều xảy ra, một điều như sau. Đó là khi ấn vào Ctrl T. Nó bị sao ạ? Nó bị sao? Nó bị mờ đi đúng không? Vậy thì trong nguyên tắc của kéo của Photoshop là không được kéo phóng to thu nhỏ một cách vớ vẩn như vậy. Ok, các bạn ghi đi, lưu ý. Trong Photoshop phóng to và thu nhỏ. Cái Photoshop nó có điều đặc biệt, nó là điểm ảnh. Nên là chúng ta kiếm một cái ảnh rất là to, chúng ta cứ phóng to thu nhỏ, phóng to thu nhỏ, phóng to thu nhỏ. Đúng không sao ảnh vỡ xứ mà chất lượng lại trở thành ảnh gì? Kém chất lượng. Hiểu cái này chưa? Nên khi chúng ta phóng to thu nhỏ thì chúng ta phải nhìn xem nó vừa chưa. Chúng ta làm như thế là nó được chưa? Chứ không phải là vậy thì cái Photoshop nó có một tính năng cực kỳ hay nữa là ok, tôi sẽ cho bạn xem. Đó là gì? Trước khi làm một cái thao tác, người ta sẽ biến cái này trở thành cái Smart Object. Smart là một cái layer thông minh. Smart là thông minh mà. Smartphone ấy, các bạn hiểu không? Layer thông minh và nó sẽ giữ được cái bảo toàn và cái chất lượng của các bạn. Ví dụ thỉnh thoảng các bạn kéo từ input sang
cáo từ Photoshop hay sang đó thì các bạn nhìn nhìn nhá, chúng ta sẽ có chiêu thức như sau. Đó là chúng ta chuột phải vào cái layer đó, các bạn nhớ nhé, chuột phải vào cái layer này thì ở đây nó sẽ có convert to smart object, có nghĩa là sẽ biến cái đối tượng layer này trở thành một cái đối tượng thông minh, và nó giữ nguyên được bảo toàn về cái gì, kích thước của đối tượng khi chúng ta phóng to thu nhỏ. À, và sau khi làm xong nếu bạn tự tin được rồi, ok, thì tháo cái smart object ra. Còn nếu chưa thì sao, thì chúng ta vẫn để nguyên. Nhưng nhớ một điều rằng cái smart object này thì một số thao tác hiệu ứng chúng ta sẽ không làm được, đặc biệt như sau. Các bạn nhìn này, ấn vào đây, các bạn ngay tức ở chỗ này nó sẽ biểu tượng chấm sắc khác so với cái này, đúng không ạ? Và bạn yên tâm một điều rằng tôi dùng công cụ cụ M, tôi quét qua cái này nhé, nhìn chưa, và tôi ấn đen tê, các bạn có thấy là có xóa được không? Nó không cho xóa, bởi vì sao, nó đã được bảo toàn rồi, nhớ chưa? Nào bây giờ chúng ta thử nhá, Ctrl T này, thu nhỏ được không ạ? Thu nhỏ nhanh, nhỏ chưa? Thấy chưa, Ctrl T chúng ta lại phóng to ra, các bạn có thấy mình sao không? Hiểu cái smart object chưa? Xong chưa? Hiểu cái này chưa? Nhưng smart object là còn kinh khủng ở chỗ này nhảy này. Vừa rồi tôi có dạy bạn đó là cách ghép ảnh vào khung, đúng không? Rồi cách ghép ảnh vào điện thoại, đúng không? Ok, bây giờ chúng ta quay trở lại với cách ghép ảnh của điện thoại. Được chưa? Nào, bây giờ chúng ta sẽ chọn vào đây nhá. Nào, bây giờ thì cái này có cần nữa không? Bỏ đi. Được chưa? Nào, Ctrl O. Mua điện thoại được được cái gì nhỉ? Được trang sức nhá, từ chợ. Chúng ta chọn vào trang sức. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn đến một cái sản phẩm, thì ở đây nó có rất nhiều cụ ngành dòng. Ok, được chưa? Và lúc này tôi sẽ chọn vào đây. Xong chưa? Ok, trước khi làm cái này bật mạng cái đã. Bởi vì tí nữa phải dùng một thứ rất là quan trọng. Được chưa? Bật mạng đã, tí tôi sẽ search, được chưa? Ok, bật mạng, đã bật mạng nha. Rồi, nhìn nhau. Thì việc đầu tiên chúng ta ấn vào Ctrl A, Ctrl C. Sau khi ấn vào Ctrl A, Ctrl C xong thì chúng ta sẽ chuyển sang cái hệ thống này và chúng ta ấn vào Ctrl V, nhìn Ctrl V chứ. Thì cái thao tác mà tôi sẽ biến cái này trở thành Smart Object bằng cách chuột phải, tôi chọn là Smart Object, Convert to Smart Object. Nhìn chưa? Cái này là chính là mock-up ấy. Khi bạn convert nó thì nó chính là cái mock-up để sau này bạn làm chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp, được không ạ? Ok, tôi sẽ phóng to. Tôi sẽ tắt bỏ cái này đi để cho đỡ ảnh hưởng. Để chậm, tôi sẽ cửa sổ D ra ngoài một cái, xong rồi tôi vào lại để cho nó mất cái phần này đi. Ok, xong. Thì bây giờ các bạn nhìn này, tại vì nó là Smart Object rồi nên là bạn yên tâm một điều rằng là bạn sẽ dùng thao tác làm sao? Ctrl T, giữ Ctrl, nhìn thấy con nó biển thành gạch chéo nhỉ? Nó khác so với thằng kia đúng không? Ok, giữ Ctrl đẩy vào đây. Yên tâm đây, không sao đâu. Nhìn nha, đặt vào đây đã. Rồi. Mop up dễ mà, nhưng mà vấn đề là mop up làm chuyên sâu thì nó lại liên quan đến cả blend màu các kiểu nữa, thì em lại câu chuyện khác. Tôi sẽ giữ Ctrl đẩy vào đây, cứ tạm thời nhảy đã nhá. Hùng nhìn này, đẩy vào nhỏ nhỏ này đã, xong mình phóng to, nhìn chưa? Sau này người ta lại, cái này các bạn có thấy là làm biển quảng cáo không ạ? Bạn thiết kế đi làm biển quảng cáo chắc chắn bạn phải đến bạn chụp không gian nhà người ta, đúng không? Chủ không gian đang nó có độ hút nha. Xong rồi làm sao? Tôi thiết kế xong rồi làm sao? À, tôi lấy cái bản maquette tôi nắp à. Nó hợp không? Tôi gửi cho thằng khách hàng bọn đấy. Mày có thấy đẹp không? Đẹp thì ok, tao thi công. Đấy, thì cái này rất là quan trọng, nó có thể làm demo cho việc thiết kế biển quảng cáo. Thì chẳng qua tôi nói cho bạn biết là ghép cái tranh vào cái không gian nhà thì khác gì ghép cái maquette biển quảng cáo bạn vào cái không gian mà chỗ mà cái cửa hàng nhà nó đâu. Nó cũng có độ hút mà. Nhưng mà vấn đề là tôi làm được. Rồi các bạn cũng biết làm sân khấu không? Thì bây giờ kiếm một cái sân khấu thật xong mô phỏng lại thì chúng ta đặt cái backdrop của chúng ta lên thì nó đẹp hay xấu biết ngay mà. Nhìn chưa? Xong chưa? Enter. Và sau khi mà thu xuống thì các bạn sẽ thấy nó khá là tốt rồi. Nhưng bây giờ khách hàng bảo nhỉ, hôm nay tôi làm về trang sức, ngày mai tôi làm về gì? Làm đồ ăn mỹ phẩm sao? Thì tôi thay ảnh vào cách nào thì ở đây này các bạn nhìn này, tôi sẽ tắt bỏ cô gái đi được không? Nào, tắt bỏ cô gái đâu rồi, tắt đi thôi, cô gái biến mất nhá, được chưa? Rồi, muốn thay được này, nhìn này, tích đúp vào biểu tượng Smart Object, các bạn nhìn đi, cách thay hình tích đúp vào Smart Object, đây là loại cơ bản nhất đấy. Còn sau này khi người ta chui vào Smart Object, bắt đầu nó làm một lớp nữa là gradient chuyển êm màu, xong rồi trên nó tối dưới nó sáng, lằng vằng lắm ấy, không phải đơn giản đâu ạ. Đây nhá, nếu mà các bạn thích thì tôi sẽ làm cho bạn vượt quá lên một độ
vượt quá một độ nghĩa xong, chúng ta sẽ hiểu được thế nào gọi là smart object nó sâu. Là tích lúc này nhìn này, không biết chưa, trong nguyên tắc khi học thì các bạn nhớ một điều rằng các bạn nhìn này, nhìn tôi làm thì đang làm mà chẳng nghĩ được đúng không, không lẽ có cả video để làm sao thì suy nghĩ cái chuyện đấy đúng không, hồi xưa học mà còn không có video cơ. Nhiều thằng nó cứ nhìn thôi, xong lúc sau nó ghi thật nhanh, xong nó phải nhìn được cái thao tác tôi làm, đấy là quan trọng. Và tôi tích lũ vào một cái thì tự khắc nó nhảy sang một cái neo, đó là một PSD 50%, nhìn chỗ này chưa, thì đây là chính là cái file và tôi ấn vào Ctrl O, nhìn là Ctrl O nhỉ, đây nhá, file này là file gốc của chúng ta này, nhìn chưa. Và tôi tích lũ vào này thì nó nhảy sang file này, nhớ nhá, nhìn nhá, và tôi ấn vào Ctrl O. Nhưng các bạn có thấy nó bị méo hình không ạ? Không, không, tôi ấn rồi, tôi sẽ chọn bông màu xanh, nhìn nhá, Ctrl A, Ctrl C, sang bên cái vừa rồi cái smart object đấy, tôi ấn vào Ctrl V, paste thằng này đúng không ạ, nhìn chưa, save S nè, save S là gì, file, Ctrl S nè, Ctrl S lại thì sao, thì thằng này thay đổi này, nhìn này, 1, 2, 3, xin nhập chưa, rồi ok, nhìn này, có nhiều không ạ, không, em muốn rằng cái ánh sáng là khi chiếu vào thì bên này nó phải sáng, bên này nó tối được không ạ, ok, đây là chính là smart object của tôi đúng không ạ, nhìn này, chỗ này smart object chưa. Tôi đọc ra một nơi mới được không ạ? Nếu tôi làm sâu nhé, các bạn mới học các bạn đừng làm theo cái này, nhưng mà tôi đang thể hiện cho các bạn biết là người ta có thể vườn khối vườn sáng cho đối tượng này bằng cách lập ra một nơi mới, dùng phím G, lúc này tôi dùng gradient đen trắng, tôi kéo từ trái qua phải, nhìn chưa, và tôi chọn một giá trị đó là monkey, nhìn nhá, ok, vậy tôi sẽ kéo lại tí xíu hay kéo lại cho sâu sâu chút xíu, chỗ này bên này tối bên này sáng nhá, và tôi lại chọn là file, tôi lại xếp lại một lần nữa, thì sao, thì câu chuyện lúc này nó ở đây này. Chỗ này thấy tối chưa? Hiểu cái này chưa? Ok, vậy thì sau khi mình làm xong cái này thì tôi lại không thích cái này nữa, tôi sẽ vứt đi. Đấy, và tôi sẽ xếp ép lại được không ạ? Vậy người ta làm túi sách giày da hoặc là băng rôn khẩu hiệu hay là cái gì đó người ta muốn ốp thật thì người ta có làm được không ạ? Thậm chí bạn muốn quảng cáo máy tính không ạ? Bạn làm cho nó hoa mỹ lên được không ạ? Được đúng không ạ? Ok, vậy thì sau tôi ấn xếp ép, nhìn xếp ép nhé. Thì lúc này câu chuyện nó xong thì nó sẽ được nhảy, đúng không ạ? Ok, vậy trường hợp tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? À, làm demo cho nhận diện thương hiệu. Và sau này cái này liên quan đến rất cả hai bạn luôn. Bạn thiết kế các widget xong đúng không? Ok. Các bạn yên tâm đi, lên trên mạng mà chúng ta download những cái mockup mà nó có sẵn ấy thì nó sâu điên. Còn có những cái mà nó không có sẵn thì nó bắt mình phải mua. Còn có những cái mà chúng ta download được thì nó chỉ là ảnh thôi, thêm cú đúng không? Ok, vậy thì tại sao tôi không làm được, đúng không? Nhìn này, chúng ta sẽ bật mạng lên. Rồi, đấy, bật mạng nha. Hơi nâu tí, chờ chút xíu. Đây đang chạy. Và lúc này chúng ta sẽ chọn vào Google. Chúng ta chọn Google. Đấy, Ctrl T nói đã hết nhiều thứ lắm rồi. Nào, sau khi mà chọn xong thì các bạn sẽ dùng cái thao tác như này như tôi. Chúng ta sẽ search một cái gọi là nhận diện thương hiệu. Thì các bạn có thấy là khi chúng ta thiết kế các widget đúng không ạ? Chúng ta thiết kế các widget xong, chúng ta thiết kế phong bì thư xong, chúng ta thiết kế catalog xong. Các bạn biết quyển catalog không? Đã giờ các bạn dám dùng cái quyển này để chụp ảnh lại xong rồi tí nữa chỉ phải đặt đúng vào quyển này thì có phải là tự nhiên nó sẽ mock up rất là đẹp không? Hiểu chưa? Cái quyển catalog của em xịn thế, giống thật thế, nhưng mỗi tuần chụp thật, khổ thế. Nào, nhận diện thương hiệu. Ok, sau khi chọn nhận diện thương hiệu xong thì các bạn sẽ chọn một hình ảnh cho tôi. Thì cái loại này là loại mà tôi thật cho bạn biết là đây có nộp ảnh này. Đây có thật đúng không? Vậy bây giờ tôi hỏi bạn nha, ví dụ này tôi coi những cái này, các ví dụ đi, tôi lấy cái này, tôi thích cái này, tại vì tôi làm xong thiết kế cho khách hàng rồi, nhưng mà nếu mà tôi đưa file cho nó chỉ là một cái ảnh vuông vuông thì nó xấu điên và người ta không phục đúng không? Ok, tôi sẽ chọn luôn này. Và với cái bài smart object của tôi thì tí nữa tôi sẽ ghép cái file thiết kế của tôi vào đây thì trông có chuyên nghiệp hơn không ạ? Chuyên nghiệp hơn và đưa cho khách hàng chắc chắn chết, khách hàng sẽ thích hơn là cái giá trị mà bạn chỉ chọn mỗi một cái trông trơn tru chả đâu. Ôi ơi, mạng chạy nó như này á, tab mới đi xem nó có chạy được hơn không. À, mạnh hơn. Nào, chờ tải nhá. Đấy đi. À, trong quá trình khi chờ tải thì chúng ta ấn vào Ctrl O, chúng ta chọn cái các cái gì đi cho nó đơn giản đúng không ạ?
À, chúng ta sẽ chọn vào desktop. Để mất desktop đây rồi. Chúng ta sẽ chọn Macomputer, chúng ta chọn vào ổ D, chúng ta chọn vào thủy ca đúng không ạ? Đây, tôi sẽ chọn vào nhà hàng thủy ca, nhà hàng. Đấy, trong phần nhà thì tự nhiên tôi sẽ có được cái phê quán rồi đài thủy ca đây. Thì trong phần thủy ca thì tôi đã có một cái các visit rồi, thì tôi kéo xuống rồi chọn nó thôi. Nhìn không? Nào, đúng rồi, tôi sẽ kéo lên tí xíu. Đấy, bắt đầu chúng ta chọn. Thì các bạn nhìn cái hình này của tôi chưa? Đây, mặt đấy, nhìn chưa? Ok, chọn nó đây. Thì có được cái hình này chưa? Rồi, căn chỗ này. Nhá, sau khi làm xong đúng không ạ? Bây giờ chúng ta bật lại. Đây, ông này đây rồi. Chuột phải, đúng không? Sao chép hình ảnh? Lấy luôn. Sau đó làm sao? Ctrl L, File, Ctrl L tạo hồ giấy mới. Thì khi mà bạn sao chép trên mạng thì nó sẽ tạo lên hồ giấy đúng bằng cái hình đấy chứ. Bạn hiểu chưa? Nhìn chưa? Ok. Và lúc này chúng ta chỉ cần Ctrl V. Đúng bằng chưa? À, vậy cái thao tác của chúng ta làm gì? V, đẩy ông này sang cái file mình nhận diện thương hiệu. Thế nhá, nếu tôi nhắc vào cái card visit cũng được nhưng mà nó hơi bé thì thôi tôi tạm thời nhắc vào phong bì cho các bạn dễ nhìn nữa. Được không? Ok. Nhưng trước khi nhét thì chúng ta phải làm gì ạ? Chúng ta phải convert smart object cho tôi. Lúc này chúng ta sẽ kéo sang trái và chúng ta ấn F nhé, nghe nhỉ? Chúng ta sẽ ấn F này, F này. F1 là nó full màn hình. Chúng ta sẽ dùng phím cách và chúng ta đẩy bên này sang này thì có dễ hơn không ạ? Nhìn chưa? Ok, chúng ta dùng Ctrl T. Chúng ta dùng giữ Ctrl kéo vào đây đúng không ạ? Một thằng. Giữ Ctrl kéo đây một thằng nữa. Nhưng đừng làm mất khối nha, nó có một chút xíu khối cho này nhá, nhìn chưa? Rồi, ok. Kéo vào đây, tạm thời đây đã, tôi sẽ kéo vào đây nữa. Rồi, nó có khối nha, bề dày đàng hoàng ấy. Rồi. Giữ Ctrl để vào đây. Nhớ nha, giữ Ctrl nhá. Giữ Ctrl nhá. Giữ Ctrl mới làm được đấy, không thì còn lâu. Giữ Ctrl để vào đây. Nhìn chưa? Ok, phóng to. Đẩy vào đây. Đấy, mà các bạn biết là học xong ý thức của tôi thì chắc chắn là sẽ liên quan đến việc mà phải demo cho khách hàng, cho nên chuyên nghiệp đúng không? Okay. Thì Nhật bây giờ làm cái thao tác này chắc chắn là Nhật phải làm rồi. Hôm nay dạy thì dạy cho Nhật rồi. Nhật phải làm thôi. Em làm quyển sách này, em mô phỏng này chắc là phải phê loài. Mà sách nó đẹp sẵn rồi, đúng không? Đúng rồi. Nhìn chưa? Xong chưa? Enter. Thấy chưa? Vậy thì chúng ta đã có được cái gì? Các bạn nhìn chưa? Thấy chưa? Thì đây chính là một cái thao tác của một cái Smart Object và chúng ta sẽ thấy rằng các rất là đẹp rồi. Bây giờ đến phong bì thư, tiêu đề thư hay gì đó xong rồi em gửi cả bộ cho nó thì có vẻ chuyên nghiệp không? Chuyên nghiệp hơn hẳn. Có nhiều thằng phải dựng 3D mà. Cái này mà. Tôi quái tôi phải dựng. Làm này có thích không ạ? Ok. Vậy thì Smart Object nó chính là cái thao tác mà chúng ta làm ở cái này. Hiểu thao tác này chưa? Rồi. Vậy thì hôm nay tôi đã có chia sẻ cho các bạn biết là Smart Object là gì và hôm nay thế nào gọi là Ctrl D, đúng không? Hiểu chưa? Buổi sau tôi sẽ nói tiếp Smart Object tiếp theo và các bạn nhớ là các bạn nên nhắc tôi một tí là Smart Object từ Inuit nhé, đúng không em? Ok, buổi sau chúng ta sẽ học về Smart Object từ Inuit chuyển sang và làm thiết kế. Chúng ta ứng dụng luôn thì nó sẽ đỡ bị quên, hiểu không? Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ dừng lại cái này nhá. Thì lúc mình chơi nhẹ thì là